À, hôm nay Nhân Đức làm một công đoạn ký sự về cháu. Vì bữa đó quý vị nhiều người cũng được coi. Bữa nay hình như cái bụng của cháu nó bự thêm. Bụng của cháu bự thêm nhiều lắm. Nhưng mà khi Nhân Đức mà hỏi cháu này kia, đúng là mình lớn mà phải học theo quý vị. Có những người chúng ta bệnh gì chút xíu thôi là mình sẽ rất là khó chịu và nặng nề lắm. Nhưng riêng cháu thì Nhân Đức thấy cháu rất là bình tĩnh nha, mà bình thản lắm luôn. Bữa nay cái bụng to lên và nó gan xanh đổ nổi lên, khó chịu lắm vì bụng rất là cứng. Nhưng mà Nhân Đức hỏi con là trong tâm trạng con, bụng con bự to lên gì, con có buồn gì, có nặng nề gì không con? Dạ không có buồn, chỉ nặng thôi. Nặng cái bụng thôi à? Mà có buồn không? Dạ không. Con vẫn giữ được cái trạng thái niệm Phật giảng sanh hay con có muốn đi tìm bác sĩ gì không? Muốn niệm Phật giảng sanh. À, rồi con có lo sợ về cái việc mà mình cái chết đến với mình được không con? Dạ không. Con biết không? Thí dụ như con năm nay 11 tuổi, đối với cái chuyện chết chóc con có hiểu được nó không? Dạ hiểu. Hiểu hả? Hiểu sao? Niệm Phật thì vậy Phật. À, niệm Phật gì với Phật thôi à? Có nghĩa là ý con nói là giống như cái ý con nói là giống như là mình là người niệm Phật, dù có bệnh đau gì đi chăng nữa thì mình cũng là bỏ cái thân này niệm Phật về với Phật, đúng không con? Dạ đúng. À, nè, bây giờ con bệnh đau gì trong cái cuộc đời này? Cũng rất nhiều người bệnh đau, thấy không? Nhưng mà nếu kiếm được những người bệnh đau mà cái chết cặn kề mà vẫn giữ được trạng thái bình thường như con gì, thì bây giờ con có vài lời gì con khuyên những người bệnh đau mà giữ được trạng thái như con, mà được trạng thái này là làm sao mà được trạng thái này? Dạ, niệm Phật. Niệm Phật. Nghe thấy một câu kết luận rất đặc biệt, khỏi cần vòng vo chứ. Có nghĩa là cháu giữ được trạng thái bình thản, vui vẻ, bình thường, không sợ chết là vì cháu muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, đúng không con? Dạ đúng. À, rồi thí dụ như Nhân Đức nói thật sự nghe, cái bụng Nhân Đức mà như con gì là Nhân Đức cũng khó chịu lắm á. Tại vì nó căng gan gì mà nãy Nhân Đức coi á là xung quanh cái bụng gan xanh đồ nổi lên rất là nhiều. Thật sự mà nói thì cha mẹ của cháu cảm thấy mình sanh một đứa con mà nó có cái chủng tử cũng đặc biệt kia. Tuy là cái nghiệp duyên của người ta đi đến với cái cuộc đời này, có khi người ta cũng gặp cái nghiệp duyên gì người ta đã từng tạo ra cái nhân. Nên bây giờ cái quả báo là người ta bị bệnh đau này kia. Nhưng mà đặc biệt là người ta rất là bình thản, bình tĩnh luôn. Nó giống như cái cô mà chăm cháu nè. Cô này với cháu không có bà con gì đâu. Nhưng mà cô nhiệt tình, cô thương yêu lo cho cháu. Mà cháu còn có những lời khuyên cô nữa. Cháu khuyên cô làm sao rồi cô nói cho đại chúng nghe đi, để càng tăng tính tâm. Nít 11 tuổi thôi mà niệm Phật rồi còn biết khuyên người ta nữa chứ, đặc biệt quá. Nó khuyên con sao con? Dạ cháu khuyên nói bà ơi, con có giảng sanh thì bà ở đây bà tu đi, bà đừng có nhớ nhà, đừng có nhớ họ. Họ nhớ thì họ vô thăm mình, còn họ không thăm thì thôi. Bà ở đây tu đi, bà niệm Phật đặng bà giảng sanh theo con. Bà đừng nhớ họ. Mình đi vô đây mình cạo đầu mình tu rồi là mình con của Tam Bảo, mình con của Phật thì mình về với Phật. Còn họ thì bà đừng nhớ. Nó phiên con vậy đó, đừng nhớ họ. Vì coi đứa nít 11 tuổi khuyên lại cái cô này nhiêu tuổi con? Dạ con 52. Khuyên cô 52 tuổi mà trong khi cái cô 52 tuổi này là đi đến đây cũng chưa muốn phát tâm ở luôn nữa, nhưng mà khi chăm cháu gần gũi với cháu, cô lại có một cái cảm giác tự nhiên cô muốn ở trong ngôi Tam Bảo, đúng không? Dạ mới đầu thì con nghĩ con không có ở luôn, con chỉ cộng tu thôi. Mà lúc con qua con chăm nó tới giờ là con không có về nhà luôn. Con chỉ về Bình Dương con ký rồi con về đảo ngược về đây, con không ghé nhà cái cửa gì luôn. Là con đảo về liền với nó luôn á. Từ lúc chăm nó tới giờ là con không còn biết nhớ gia đình là gì nữa hết. Ai gì đâu Phật. Nên những đứa thấy đứa bé này rất là đặc biệt quý vị. Chứ cái người bé nhỏ 11 tuổi, có nhiều người nói rằng là cháu nhỏ cháu đâu có biết cái gì gì cái chuyện chết chóc. Trời, đứa con nít bình thường nó bệnh đau nó la ầm sùm.
nó đòi đi bệnh viện, nó đòi bác sĩ, nó đòi trị bệnh tá lả luôn. Rồi nó khóc lóc, nó kêu gào đủ chuyện. Con bé này nó bình thản lắm luôn á. Mà trong khi những đức nhìn thấy con mà cái bệnh con mà có khi không suy nghĩ mình sống nổi đâu. Nhưng mà con rất là bình thản, con không có lo sợ gì hả con? Dạ. Bây giờ trong tâm tư của con chỉ có một tâm quyết mạnh nhất của con, đó là con muốn đi đâu? Muốn về với Phật à. Chỉ muốn về với Phật thôi. Dạ. Đúng không? Quý vị coi, có nghĩa là nó không hiểu nhiều bao cái thứ gì khác, chỉ muốn niệm Phật đi gì với Phật thôi. Thí dụ như giờ con mang cái thằng đau đớn gì, thân thể bụng gì thì nó vẫn đau đó, thấy không? Phải là cái bệnh đau này nó giúp cho con càng muốn gì với Phật, đúng không con? Dạ đúng. Vì sao mà càng muốn đi gì với Phật? Về với Phật vui. À, cái thân bệnh đau này thì nó nói cũng khổ. Về với Phật vui, cháu nói là về với Phật mới vui. Vậy thì cái thông điệp gọn này gỡ cho nhiều người bệnh đau, nên niệm Phật về với Phật mới vui. Nó rõ ra là về với Phật mới hết khổ thì mới thường vui. Còn ở cõi này là còn khổ, còn buồn. Nè, quý vị coi, 11 tuổi thôi mà cô chăm lo thấy rõ ràng. Như cháu này nó có 11 tuổi thôi, nhưng mà có nhiều câu nói nó nói đúng là không có đơn giản, đúng không cô? Dạ, ngủ á. Dạ, có nhiều đêm nó không có ngủ thầy, cái con cũng thức với nó. Cái nó phiền con, bà ơi đừng có sợ, niệm Phật là về với Phật, bà đừng sợ gì hết, bà ngủ đi, bà đừng lo cho con. Thấy nó không có ngủ được cái thầy, nó cũng khó ngủ lắm. Tôi nói không sao. Cái nó nói nếu mà thọ mạng con tớ thì con về với Đức Phật A Di Đà, cái người con độ trước là bà ở đây bà tu nghe. Còn nếu thọ mạng con chưa tới, con khỏe lợi là con ở đây, con xin thầy đó cho bà với con ở tại chỗ này luôn, chăm các cụ già. Vậy thấy có tâm đặc biệt không? Nếu giờ thọ mạng con hết thì con về với Phật, con sẽ trở lại độ cái người mà giúp con như vậy. Còn nếu như mà thọ mạng con còn thì con ở đây với bà để cùng chăm các cụ già. Vậy thấy cái tâm tư đặc biệt không? Nó ví dụ như bằng đêm mà con ngủ không được, con có niệm Phật hay là con nằm con buồn con nhớ cái này kia? À, con nằm con niệm Phật. À, khi nào con ngủ thì con ngủ à. Nhưng mà nguyên đêm vậy mà người ta ngủ hết trơn, mình không ngủ con có buồn không? Dạ không. Vì sao không buồn? Tại con thấy mình thường con nằm niệm Phật con thấy vui. Nên đây là cái thông điệp gỡ cho tất cả những người ngủ không được mà buồn. Không, rõ ràng không? Người ngủ không được mà buồn nên tập theo cháu này niệm Phật đi. Người ta ngủ không được, người ta còn bị bệnh, bụng còn bự to nè, mà người ta niệm Phật người ta còn không buồn. Vì sao? Vì người ta muốn giảng sanh thì cực lạc mà buồn gì đó. Những đức thì giảng quá trời nhiều luôn, nhưng mà giảng cái gì cũng là chỉ niệm Phật giảng sanh thôi. Giảng cỡ nào đi chăng nữa cũng là tới cái trạng thái này, phải giữ được mình hay không, giữ được tâm mình hay không. Thật sự với quý vị rằng là bụng cháu bự gì thì không đơn giản đâu, bụng rất là to. Nó nên, nhưng mà cháu rất là bình thản. Chỉ có cái là cháu niệm Phật suốt mà, cứ bấm số niệm Phật nè, thấy chưa? Giờ này được 21.096 câu. Là con bấm từ hồi nào tới giờ mà được gì? Dạ con bấm chiều qua chú này xóa số cho con. À, chú Tùng xóa số giùm. Từ hôm qua bấm tới giờ luôn được 21.096 câu. Nói vậy thấy cứ ngồi bấm số niệm Phật à. À, rồi niệm Phật bấm số niệm Phật. Cứ vậy không à. Rồi ăn được thì ăn được thôi. Chứ không có kiểu mà buồn nặng nề gì hết. Rồi ai cho gì ăn được ăn, còn ăn không được thì thôi. Cái tâm đó giảng sanh nghe con, nhớ nghe không? Nó nên cái tâm quyết giảng sanh phải cho cực kỳ mạnh, duy trì cái tâm đó đó. Còn đây là em của cháu này, sinh đôi, hai đứa sinh đôi ha. À, con bây giờ thì khỏe rồi, nghe không? À, rồi con đây, con cố gắng con niệm Phật, con có lâu lâu vô thăm chị không? Dạ có. Bữa chiều con hay vô chơi với chị. Con ngồi con ăn bánh nuốt với chị. À, con ăn, chị con có ăn không? Dạ có. À, rồi con có động viên chị con gì không? Dạ có. Động viên thì sao?
kêu chị ơi chị gắn niệm Phật để về với Phật thì về rước em. À chứ không sao rước thầy đó. Xong rước thầy đi vứt cho rồi đi. Không con về với Phật con có rước thầy Đức không? Rước thầy Đức luôn nghe, đừng có bỏ thầy nghe con. Hiểu không? Thầy muốn gì cực lạc lắm con ơi. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà bây giờ con thì khỏe rồi đó. Hiểu không? Nó lâu vô chơi với chị rồi thăm chị, động viên chị niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hiểu không? Giờ con ở đây con thích ở chùa này không? Dạ thích. Con thích ở đây nuôi người già được không? Dạ thích. Chừng nào con lớn như mấy chị ở trong nhóm cô Diệu cái con xin thầy cho con qua cụ già. Tại vì giờ con không biết làm gì hết trơn, con ở bên cô Nhật dạy con. Là con quyết định ở chùa nuôi cụ già nghe. Dạ. Vì sao con nuôi cái cụ già? Tại con nuôi mấy cụ già con thấy vui. Đúng rồi. Con biết vì sao con nuôi cái cụ già mà vui không? Dạ không. Tại vì á người già người ta đã khổ, mình nuôi người ta là mình đang nuôi cái khổ giùm cho anh ta nên mình vui. Hiểu không? Khi mình nuôi người già mình rất là vui, tại vì tương lai mình cũng già, mình đang nuôi cái tuổi già của mình nên mình rất là vui. Thí dụ như con bệnh đau vì sao con an tâm? Vì con bệnh đau mà con muốn an tâm cho người khác nên con mới được an tâm. Nếu như con bệnh đau mà con cứ lo nghĩ cho con không là con sẽ thành bất an. Tại sao con bệnh đau mà con không sợ chết? Vì con nghĩ cái thân sớm muộn cũng chết. Sớm muộn cũng chết mà sợ gì? Ai mà không chết, đến với cuộc đời này ai mà không chết? Chết sớm chết muộn thì cũng chết. Sợ nó cũng chết mà không sợ nó cũng chết. Tại sao chúng ta không giữ cái trạng thái bình thường? Thấy không? Nó có nghĩa là chúng ta giữ trạng thái bình thường, con hiểu con mới làm được điều này. Hiểu không? Và cái tham ăn cái thân này bệnh đau khổ quá nên quyết chí vãng sanh đúng không con? Dạ đúng. Nên mỗi ngày con niệm Phật vậy đó. Cái cầu nguyện lớn nhất của con là cầu nguyện cái gì? Vãng sanh. Vãng sanh thôi. Không nói vòng vo chứ. Cầu nguyện lớn nhất là vãng sanh. Đau cỡ nào đau? Rồi con có ghen nghĩ hay là con niệm Phật? Dạ con không thấy đau, chỉ thấy nặng thôi. Nó nghĩa là cái bụng cháu bự cháu nói cháu không thấy đau mà thấy nặng thôi nghe quý vị. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Cái bụng đau bự gì là đúng nó mà đau lắm. Nhưng mà nó không đau là do gì? Nó chuyển cái nghiệp chướng qua báo trả, chánh quả báo tam đồ, con phải nhớ nghe. Nên cha mẹ của cháu, người thân của cháu nghe, coi công đoạn này nhớ nghe quý vị. Một đứa bé gì con mình thôi mà nó dạy mình đó, niệm Phật đó. Vì cuộc đời của người vô thường lắm. Khách nên ơi chúng ta coi công đoạn này nhớ nè. Cháu có 11 tuổi thôi quý vị à. Nếu nói về trong cái cuộc đời này nhỏ quá. Nhiều người chúng ta thấy tội nghiệp cháu. Nhưng mà thật sự quý vị à, có khi chúng ta sống ở trên đời này cứ 80-90 năm chờ. Nhưng mà đa phần chúng ta khổ tới tuổi già không biết niệm Phật. Không gì đặc biệt. Còn cháu thì có 11 tuổi thôi. Mà cháu lại biết niệm Phật, lại có cái tâm cầu sanh cực lạc. Đây là cái chủng tử nhân duyên rất dày trong nhiều đời nhiều kiếp. Duyên con dày lắm á. Nên những đức làm những đoạn ký sự này cho cháu á, thật sự quý vị á, một mặt là những đức á, thấy cháu này đặc biệt quá cho vị coi tính tâm thêm. Một mặt á là để nhắc nhở tất cả con người chúng ta đang sống trong cuộc đời này. Nhỏ cũng chết mà già cũng chết. Đừng có đặt vấn đề rằng chúng ta sẽ lớn tuổi gì đó thì chúng ta mới chết. Có khi con nít nhỏ xíu cũng chết nữa. Vậy thì chúng ta sống được 30-40 tuổi chúng ta cũng thấy mừng lắm rồi. Cái mừng lớn nhất của cuộc đời chúng ta là biết niệm Phật này, biết tu này. Thấy không? Nên thông điệp này gửi cho tất cả những người bệnh đau nghe. Ai ung thư, ai bệnh này bệnh kia đồ, bác sĩ chạy rồi nghe. Tuyệt đối không có sợ hãi, tập chấm cháu đi. Cháu có 11 tuổi đó. Quý vị nói là cháu không biết gì hả? Cháu biết rất nhiều luôn. Cháu biết gì về sự chết chóc sao sao biết hết. Cháu không có nặng nề gì cả, cháu hiểu à. Chứ quý vị nhiều người coi nói cháu nó có biết cái gì đâu. Có những người nói còn nước còn tát. Trời ơi, Phật pháp mà dạy khác quý vị, chứ không phải pháp thế gian đâu. Nghe không? Bây giờ mà những đức đưa cho con đi gặp bác sĩ, con muốn đi không? Dạ không. Bây giờ những đức đưa con vô một cái bệnh viện thiệt lớn, con chịu đi không? Dạ không. Nếu như những đức mà ghim con bắt con đi luôn, con buồn những đức không? Cái đó không có. Có nghĩa là con biết thầy không làm gì đúng không? Nó rất là khôn. Ví dụ những đức hỏi gì thì nó nói buồn, nhưng mà nó không cần nói câu buồn đó, mà nó hiểu được mình hỏi là mình dạy cháu, cháu thương quý mình. Cháu không muốn nói câu buồn mình, mà cháu nói là không có gì đâu. Hiểu chưa? Nó rõ ràng luôn, có nghĩa là cái ý nghĩ của cháu rất là đặc biệt. Có những cái nghĩ, cái nói, cái làm, cái lời nói của cháu nó không phải đứa nít bình thường. Đúng là người niệm Phật không phải con nít bình thường. Nó người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Người niệm Phật là bậc tôn quý trong loài người.
Bây giờ cái buổi của con bữa đó những đứa coi gần 200 ngàn người ta coi à. Nên cho những người ngồi phía đứng phía sau này coi để có duyên. Ké. Ké những người về cực lạc. Thấy không? Nó bây giờ những đức cái duyên cũng giúp cho con, khuyên con. Và thấy con đi đến cái cuộc đời này tuy có 11 tuổi, nhưng những đức cũng muốn làm cái gì đó cho con đến đây và ra đi. Và con để là một cái gì đó cho người ta thấy rằng người niệm Phật dù là nhỏ cũng đặc biệt lắm. Những đức muốn làm điều này thôi quý vị. Muốn làm cái điều là muốn cho quý vị biết được rằng là cháu đi đến đây, những đức tạo điều kiện cho cháu là cháu tuy nhỏ nhưng cũng phải để là một cái gì đó vì những đức nhìn cháu rất đặc biệt. Cháu là một cái việc rất đặc biệt mà những đức thấy. Từ khi đi tu mười mấy năm nay thấy một đứa con nít bệnh đau mà quyết chí niệm Phật, không chịu đi bệnh viện, không chịu tìm bác sĩ, không chịu tìm thuốc gì hết luôn. Đây là cái việc rất lạ, nếu mà cháu muốn thì cha mẹ cháu sẽ đưa cháu đi liền. Cha mẹ rất sẵn lòng vì rất thương con. Nó mẹ đồ cha lên hoài à. Nhưng cháu muốn ở chùa, thật sự con muốn ở chùa mà chứ đâu phải ba mẹ con đưa con vô đây đúng không? Dạ. Nó muốn vô chùa đúng không? Dạ con tự đòi. À, tự đòi vô đây. Dạ. Đúng không? Nó mà sao con đòi vô đây? Vô trong đây thấy vui, con thấy trong đây vui. À, không? Thiện duyên thấy chứ, người ta vô chùa mà vui. Đặc biệt ghê chưa? Mà cái vui lớn nhất của con là cái vui con muốn đi về đâu vui nhất? Về cực lạc. Về cực lạc vui nhất, đúng rồi. Ở đây vui nhất thờ, về cực lạc vui đời đời kiếp kiếp nghe. Nó con phải nhớ là tâm quyết con phải cực kỳ mạnh. Nó, cái bụng bự nè, nãy như Đức mở lấy cái bụng của như Đức coi. Nó lấy cái bụng coi ruột giống nó sao. Nên nó xanh lè, cái gân nó nổi lên nhiều lắm, thấy không? Nó bụng bự lên tới tuốt lên trên luôn, bụng tuốt ở dưới lên trên gì. Vậy thấy không? Mà gương mặt rất là sáng nghe, tao mới cạo đầu rất là đẹp đó. À, mình đựng người cực lạc cái coi. Nó nên á con quý thương những đứa không? Dạ quý. Nó nghĩa là có duyên người niệm Phật gặp người niệm Phật, thấy chưa? Bây giờ những đứa khuyên con là nỗ lực hết mình cố gắng niệm Phật, giữ trạng thái thoải mái an lạc, lúc nào cũng cầu nguyện Phật đến đứa con, lúc nào con đi theo Phật lúc nấy liền. Bằng đêm ngủ không được cứ niệm Phật suốt luôn. Lúc nào Phật đến đứa con đi theo Phật liền. Con cái lúc nào trong tâm cũng vậy nghe không? Những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho con và Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho con để mà cái nghiệp chướng các con quan gia trái chủ đều được mát mẻ vì cái tâm của con niệm Phật. Rồi để khi cuối cuộc đời con nhẹ nhàng con đi về cực lạc. Nếu thọ mạng còn thì thể hiện một người khỏe mạnh để tiếp tục phục vụ chúng sanh. Còn nếu thọ mạng hết thì là một tấm gương người niệm Phật giảng sanh 11 tuổi để cho tất cả những người đồng tu niệm Phật khắp nơi ở nước Việt Nam hay toàn thế giới thấy được người niệm Phật dù là nhỏ tuổi niệm Phật cũng được Phật rước giảng sanh. Ha. Rồi con niệm vài câu Phật hiệu kết duyên với mọi người coi. A Di Đà Phật. Niệm đi con. A Di Đà Phật. 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 Rồi con có vài lời gì con khuyên mọi người không? Khuyên mọi người cố gắng niệm Phật với lại ăn chay niệm Phật với phóng sanh. Ừ. Không xét sanh. Ừ. Rồi con có khuyên người thân con đồ cô cố gắng cái gì? Cố gắng ăn chay niệm Phật không xét sanh. À, rồi niệm Phật cầu sanh cực lạc nha. Dạ. Đúng không? Rồi à, vậy là được rồi đó. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, chào quý vị nghe. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.